Sau đây là phần tin Việt Nam được mở đầu với Châu Thảo. Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Úc đề cập vấn đề vi phạm nhân quyền với Việt Nam. Tổ chức theo dõi nhân quyền hôm nay kêu gọi toàn quyền Úc đề cập đến vấn đề vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong tất cả các cuộc họp với giới lãnh đạo Việt Nam. Toàn quyền Úc David Hurley sẽ có chuyến thăm Hà Nội từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 4. Theo thông cáo chính thức, ông sẽ hội đàm với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, sau đó gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tổ chức Nhân quyền Thế giới nói rằng điều rất quan trọng là ông Hurley nên thảo luận về số phận của hơn 160 người đang bị bỏ tù vì thực thi quyền căn bản của mình một cách ôn hòa. Ông nên hối thúc chính phủ Việt Nam thả tự do tất cả các tù nhân chính trị. Cũng như ông Hurley nên kêu gọi thả ngay lập tức và vô điều kiện Châu Văn Khảm, công dân Úc, 73 tuổi, và các nhà hoạt động nổi bật khác như Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng, Hoàng Đức Bình, Lê Đình Lượng, Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Cấn Thị Thiêu. Tổ chức Nhân quyền Thế giới cũng đã nhấn mạnh toàn quyền Úc nên kêu gọi chính phủ chấm dứt các lệnh hạn chế về quyền tự do đi lại, áp đặt lên những nhà hoạt động và những người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam. Đề cập đến báo cáo mang tên Locked Inside Our Home hồi tháng 2 2022. Đề cập đến cách thức chính quyền Việt Nam sách nhiễu và giam giữ hơn 170 nhà hoạt động trong hai thập niên qua. Tổ chức Nhân quyền Thế giới cũng kêu gọi ông Hurley đề cập đến chính quyền Việt Nam về vấn đề vi phạm tự do tôn giáo và cho phép các tổ chức tôn giáo tự do tiến hành các hoạt động của mình mà không bị can thiệp. Đối thoại nhân quyền thường niên lần thứ 18 giữa Việt Nam và Úc sẽ diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng 4. Việt Nam khởi tố gần 1.300 người về tội tham nhũng trong quý 1 năm 2023. Thông tin được Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam công bố vào ngày 31 tháng 3 cho thấy là nhà chức trách các tỉnh, thành phố ở Việt Nam đã khởi tố 512 vụ án mới với 1.283 bị can phạm tội về tham nhũng trong 3 tháng đầu năm 2023. Và số vụ án có cán bộ đảng viên bị khởi tố do hành vi tiêu cực là 225 vụ với 835 bị can. Theo tường thuật của báo chí Việt Nam thì một báo cáo tại hội nghị cho hay là các ban chỉ đạo tại các địa phương đã tham mưu phát hiện và xử phạt nhiều vụ tham nhũng như là các vụ Việt Á, FLC, Tân Hoàng Minh, AIC và đăng kiểm xe. Trưởng ban nội chính Trung ương là Phan Đình Trạc thì khẳng định là việc lập các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng và tiêu cực cấp tỉnh đã phù hợp với yêu cầu thực tiễn và thể hiện sự nhất trí cao trong phòng chống tham nhũng. Ông Trạc ghi nhận việc nhiều địa phương đã xử phạt nghiêm những tham nhũng liên quan đến cán bộ diện tỉnh ủy quản lý như là Lào Cai, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đồng Nai, An Giang, Khánh Hòa và thành phố Sài Gòn, Phú Yên, Hòa Bình, Thái Nguyên. Theo Tổ chức Minh Bạch Quốc tế thì Việt Nam đã có chỉ số tham nhũng là 42 trên 100 điểm, đứng hàng thứ 77 trên 180 nước và được xếp hạng vào năm 2022, nằm trong số các nước vẫn có nhiều tham nhũng. Và cũng theo bảng xếp hạng này thì so với các nước trong cùng khu vực thì mức độ tham nhũng của Việt Nam tệ hơn Singapore, đứng hàng thứ 5, Malaysia đứng hàng thứ 61, Trung Cộng 65, song đã không trầm trọng bằng Thái Lan đứng thứ 101 và Indonesia 110, Philippines là 116, Lào 126, Cambodia 150 và Myanmar 157. Việt Nam và Israel kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do. Báo chí Việt Nam ngày 2 tháng 4 loan tin là Việt Nam và Israel chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do, VITA, giữa hai phía.
Cụ thể, trong ngày 2 tháng 4, Bộ trưởng Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu đoàn công tác đến Israel theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Kinh tế Công nghiệp Israel Nir Barkat để thảo luận các vấn đề thương mại song phương, thống nhất nội dung và cùng tuyên bố chính thức kết thúc đàm phán VIFTA. Bộ Công thương Việt Nam cho biết, Israel hiện là thị trường xuất cảng đứng thứ ba, là đối tác thương mại lớn thứ năm của Việt Nam tại khu vực Tây Á. Tổng kim ngạch xuất nhập cảng của Việt Nam với Israel trong năm 2022 đạt 2.2 tỷ Mỹ kim, tăng gần 18% so với năm 2021. Cụ thể, kim ngạch xuất cảng của Việt Nam sang Israel đạt gần 786 triệu Mỹ kim và kim ngạch nhập cảng từ Israel vào Việt Nam là 1.4 tỷ Mỹ kim. Trong những năm gần đây, Việt Nam đa dạng hóa nguồn vũ khí với những sản phẩm của các nước khác ngoài nhà cung cấp chính là Nga, trong đó có Israel. Vào tháng 8 năm ngoái, trang tin Haaretz của Israel cho biết Hà Nội đàm phán để mua hệ thống phòng không Barak 8 trị giá nửa tỷ Mỹ kim do Israel và Ấn Độ hợp tác sản xuất. Cũng theo Haaretz, trong một thập niên qua, Việt Nam đã mua lượng vũ khí của Israel trị giá 1.5 tỷ Mỹ kim. Đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Israel kéo dài 7 năm qua với 12 phiên đàm phán. Tin cho biết, dự kiến trong năm nay, hai phía sẽ ký kết VIFTA. Các doanh nghiệp đã than là bị bế tắc vì quy định phòng cháy chữa cháy. Hàng loạt doanh nghiệp, hộ kinh doanh cho rằng quy định cứng nhắc về việc phòng cháy chữa cháy đã khiến họ đã không xây hoặc là sử dụng nhà xưởng hoặc thậm chí phải đóng cửa. Theo quy định thì các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong một số lĩnh vực cần phải được cấp giấy chứng nhận là có liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy. Nếu không đáp ứng thì theo quy định họ phải ngừng sản xuất và kinh doanh. Tuy nhiên thì theo phản ánh của các doanh nghiệp, họ đang đối diện với nguy cơ bị đình chỉ và đóng cửa do quy định đã bị siết chặt đột ngột và cứng nhắc. Được biết là sau vụ cháy ở tại Bình Dương vào hồi tháng 9 năm 2022, thì quy định về an toàn phòng cháy được siết chặt hơn. Theo Nghị định 136 có hiệu lực kể từ đầu năm 2021 và các thông tư hướng dẫn ban hành rải rác vào đầu năm 2022, danh mục dự án công trình phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy của doanh nghiệp cũng tăng hơn trước. Đại diện một hiệp hội tại Đồng Nai là tỉnh có 30 khu công nghiệp với 1.2 triệu lao động thuộc nhóm đông nhất cả nước, cho biết là gần như các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở tỉnh đều bị ảnh hưởng. Chi hội này thông tin là có công ty đã nộp hồ sơ thiết kế 7 tháng nhưng không được bên phòng cháy chữa cháy phê duyệt bản vẽ, cũng không có văn bản phản hồi. Và doanh nghiệp này nói là họ không biết tại sao không được chấp thuận và khẳng định đây không phải là trường hợp cá biệt. Điều này khiến họ không xây mới được nhà xưởng đã ảnh hưởng đến công ăn việc làm. Du khách phải mua vé vào phố cổ Hội An. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 5, tất cả du khách trong nước và quốc tế tham quan khu phố cổ Hội An phải mua vé tham quan tại các quầy vé. Mức giá tham quan là 120.000 đồng một vé dành cho khách quốc tế và 80.000 đồng một vé dành cho khách nội địa. Thời gian hoạt động bán vé tham quan khu phố cổ là từ 7h30 sáng đến 9h30 tối hàng ngày vào mùa hè và đến 9 giờ tối vào mùa đông. Chính quyền Hội An sẽ phân luồng lối đi tại các đường chính vào khu phố cổ. Có hai lối đi, một dành cho người dân địa phương và một dành cho du khách. Chủ tịch thành phố Hội An Nguyễn Văn Sơn cho hay, việc mua vé nhằm bảo đảm công bằng đối với địa phương và du khách. Nguồn thu từ việc bán vé tham quan phục vụ cho việc trùng tu di sản, cải tạo hạ tầng trong khu phố cổ, phục vụ tổ chức các sự kiện du lịch, cũng như hỗ trợ người dân trong việc trùng tu cải tạo nhà. Tất cả kinh phí triển khai đó đều lấy từ nguồn thu vé tham quan. Vì vậy, du khách khi đến tham quan khu phố cổ Hội An cần có trách nhiệm mua vé. Trường hợp người dân và du khách ở lại Hội An lâu ngày thì sẽ có phương án để nhận diện riêng, có lối đi riêng. Ngoài ra, đối với những trường hợp
vào khu phố cổ, mục đích để làm việc tại các cơ sở kinh doanh, nhà hàng cũng sẽ không thu phí. Nhưng đơn vị đó phải bảo đảm khách hàng của mình vào phố cổ đúng mục đích. Nếu kiểm tra phát hiện có tham quan thì sẽ phạt nhà hàng, đơn vị kinh doanh này. Bay ra Hà Nội để thi đấu cờ tướng, kỳ thủ đã bị cậy khóa vali ở phi trường Nội Bài. Vào ngày 1 tháng 4, đội cờ tướng của Sài Gòn ra Hà Nội để chuẩn bị cho giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc vào năm 2023 ở Bắc Giang. Tuy nhiên, khi đến phi trường Nội Bài, kỳ thủ trong đoàn đã phản ánh phát hiện ra vali của mình bị cậy và khóa cũng như phá hỏng cả đường dây kéo vali. Liên quan đến sự việc, trao đổi với báo chí, đại diện của huy trường quốc tế Nội Bài cho biết là ban đầu qua rà soát lại hệ thống camera tại khu vực hành lý thì đã không phát hiện vấn đề bất thường và đơn vị này đang phối hợp với Vietjet để điều tra. Và theo trưởng đoàn đội cờ tướng của Sài Gòn, ông Hoàng Đình Hồng, thì sự việc đã diễn ra vào trưa ngày 1 tháng 4 khi đội cờ tướng của Sài Gòn đến huy trường Nội Bài tại Hà Nội để nhận hành lý ký gửi thì đã phát hiện một số vali có dấu hiệu bị mở, một số khóa đã bị phá. Và cũng theo trưởng đoàn cờ tướng của Sài Gòn thì những vali hành lý ký gửi có dấu hiệu bị mở cũng như phá khóa là những vali có chứa nước yến và thuốc lá của các kỳ thủ. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin chiều nay của Hình Việt TV. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và kính chúc quý vị một buổi tối an lành.